Trước hết là thay mặt cho ban chỉ đạo cuộc thi số 35 do trường Đại học Vinh chủ trì và các thầy cô giáo cũng như là các sinh viên của trường Đại học Vinh, xin cảm ơn các quý vị khán giả cũng như là các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là kênh truyền hình VTV1 đã có sự quan tâm rất lớn tới là việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016, đặc biệt là cuộc thi Vinh. Thì đối với câu hỏi của anh Lộc thì tôi xin thay mặt cho ban chỉ đạo cuộc thi xin trả lời như này, tức là sau khi mà có công bố kết quả cuộc thi và nhận được cái thông tin là của về kết quả thi của thí sinh Nguyễn Trí Hùng, số báo danh là TTV007542, là có cái kết quả là môn vật lý là 10 điểm, môn hóa là 8 điểm và môn văn 2,5 điểm và môn tiếng Anh 2,13 điểm và đặc biệt trong đó là môn toán là 0 điểm. Thì nhà trường cũng nhận thấy, sau khi kiểm tra thì nhận thấy đây là một cái sự không bình thường. Nhận định ban đầu chúng tôi như vậy, thì là sau khi đã nhận định như vậy thì nhà trường lập tức là có những cái động thái là phải tổ chức để kiểm tra và xác minh và lại cái thông tin đó và kết quả đó. Thì việc làm thứ nhất ấy, là nhà ban chỉ đạo cụm thi số 35 là thực hiện công việc báo cáo cho ban chỉ đạo cụm thi, ban chỉ đạo là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, tức là Bộ Giáo dục và Đào tạo, về cái tình ảnh hưởng không bình thường của cái kết quả thi tuyển sinh của em thí sinh Nguyễn Trí Hùng. Đó là cái thứ nhất. Và sau khi nhận được cái kết quả đó thì ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đã chỉ đạo là nhà trường thực hiện công việc. Thứ nhất là nhà trường là ngay lập tức là thành lập cái ban gọi là ban kiểm tra lại tất cả những cái công việc từ coi thi cho đến là chấm thi và các cái công đoạn khác, các cái quy trình khác của công tác là của cái bài thi và các bài thi của thí sinh Nguyễn Trí Hùng. Đấy là cái tinh thần như vậy. Thì trong ban kiểm tra là gồm có 8 thành viên, do là phó hiệu trưởng là phó tiến sĩ Trần Phương Khánh là trưởng ban, và tôi là trưởng phòng đào tạo và phó trưởng ban, và các thành viên có cả thanh tra giáo dục của nhà trường và các cái ủy viên khác nữa. Thì sau khi kiểm tra ấy, thì đến chúng tôi kiểm tra tiến hành đầu tiên là các bài thi xem việc chấm chính xác hay không, đặc biệt là đối với bài toán, kết quả của bài toán, và sau đó là kết quả của bài vật lý. Thì chúng tôi nhận định như này, tức là một em thí sinh nếu mà giỏi khoa học tự nhiên mà môn vật lý mà đạt 10 điểm mà môn hóa đạt 8 điểm, không có cái lẽ gì mà lại là điểm toán là 0 điểm. Thì đấy là, cho nên đây là vấn đề là chúng tôi gọi là không bình thường cũng được, mà bất bình thường cũng được. Cho nên là đặc biệt kiểm tra và những cái bài thi cụ thể. Thì báo cáo với các quý vị là như này, tức là đến tận bây giờ chúng tôi có thể xác định là công tác chấm thi là chính xác hoàn toàn. Đấy, bài thi toán của thí sinh Nguyễn Trí Hùng là 0 điểm. Vì trước đó là chúng tôi những bài 0 điểm cũng cho chấm lại, chấm kiểm tra lại, thì nên bây giờ là bài của em là không có một cái chữ nào một cái trong cái bài thi của em cả, cho nên 0 điểm là chính xác. Còn bài vật lý là cũng chấm điểm là 10 điểm là chính xác hoàn toàn, và bài hóa cũng 8 điểm là chính xác hoàn toàn. Và bên cạnh đó chúng tôi mở rộng ra kiểm tra cả bài văn và cả bài tiếng Anh nữa, nói chung là chính xác. Thì đấy là cái việc làm đầu tiên. Thì đến bây giờ chúng tôi cũng có thể trả lời là cái việc chấm thi là đối với bài thi, đặc biệt đối với bài thi của em Nguyễn Trí Hùng là chính xác. Thế thì ở xung quanh cái việc kiểm tra ấy, là còn rất nhiều các quy trình và công đoạn.